Một câu hỏi rất lớn của rất nhiều bạn là khi chúng ta đăng ký khóa học đào tạo yoga thì câu hỏi chúng ta là liệu làm thế nào để chúng ta nhận biết được đâu là một trung tâm đào tạo uy tín, đúng không các bạn? Thế thì trước khi mà các bạn tìm hiểu về việc là làm thế nào để chọn ra một trung tâm uy tín thì chúng ta cần hiểu là cái tính pháp lý của một trung tâm đấy. Thì trong video trước tôi đã giải thích về việc là các loại chứng chỉ yoga tại Việt Nam. Nhưng nếu bạn chưa rõ là về các cái chứng chỉ yoga Việt Nam, chứng chỉ nào là hợp lệ, chứng chỉ nào là phù hợp được công nhận nhất thì bạn có thể xem ở dưới video để xem lại video để hiểu hơn về các chứng chỉ yoga. Sau đó thì bạn mới bước tiếp theo để chúng ta hiểu là trung tâm có uy tín hay không, có chất lượng hay không. Thì câu hỏi đầu tiên là cái trung tâm đấy có được công nhận hay không đã. Họ là một đơn vị về đào tạo về giảng dạy về yoga, vậy thì cái tính pháp lý của họ có được công nhận hay không? Như là cái chứng chỉ mà họ cấp giá có được cái sở ban ngành ở đất nước chúng ta công nhận hay không? Nên nhiều trung tâm mà họ cấp các chứng chỉ dụ kể cả quốc tế hoặc là chứng chỉ theo giờ gì đó chẳng hạn ấy, nhưng mà cái chứng chỉ đấy lại không được công nhận tại Việt Nam thì không có tính về pháp lý. Và không có tính pháp lý thì rất là khó khăn cho bạn trong quá trình phát triển lâu dài về sau, và kiểu gì bạn lại phải đăng ký học lại, bổ sung thêm cái nghiệp vụ của bạn, đúng không? Nên là cái trung tâm đào tạo đấy thì họ phải có cái tính pháp lý và được các cái sở thể dục thể thao hoặc các liên đoàn yoga các thành phố, liên đoàn yoga quốc gia công nhận đã, thì đó là yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai để bạn kiểm tra xem cái trung tâm đấy có uy tín hay không thì họ là một người đào tạo về yoga. Vậy thì họ phải xuất phát từ việc là họ đã phát triển tốt trong việc là chăm sóc và phát triển cái lớp học yoga cho học viên đã. Vậy thì trước khi bạn đăng ký học, bạn phải xem là cái đơn vị đấy họ có đông học viên hay không. Nên rất nhiều cái câu chuyện là những người đào tạo về yoga chẳng hạn ấy, bản thân họ còn không có học viên thì họ đào tạo ra làm sao họ giúp cho bạn được. Họ không giúp cho bạn làm sao họ giúp cho, họ không giúp cho bản thân họ thì làm sao họ có thể dạy ra những người mà có kết quả được, đúng không? Nên là cái xuất phát ấy của cái trung tâm đấy, họ phải đông học viên nữa chứ. Họ phải thu hút. Tại vì sao điều đấy? Thế nhiều trung tâm họ bảo, họ sẽ nghĩ rằng là chúng tôi thiên về đào tạo thôi, còn cái việc là chúng tôi hướng dẫn cho người khác mở được nhiều phòng tập hoặc là có nhiều học viên, thế là được rồi. Thì cái này cũng được, nhưng mà nghe không hợp lý. Tại vì nếu các bạn, cái trung tâm đấy họ không xuất phát từ việc là khách hàng cuối, họ không chăm sóc khách hàng thì làm sao họ có thể gia tốc và thay đổi được nhanh được, sẽ nắm bắt xu hướng như thế nào, mong muốn của học viên ra làm sao để họ có thể chuyển đổi cũng như là điều chỉnh cái giáo án giảng dạy để cung cấp cho các người học viên, những người học nghề yoga những cái kiến thức mới nhất, ví dụ như trong thời gian dịch chẳng hạn. Thế thì học viên đang tự apply, thế bây giờ do dịch bệnh phải chuyển sang online thì các trung tâm đấy họ phải chăm sóc thì họ mới hiểu được cái vấn đề đấy, và họ sẽ chuyển đổi là giáo trình, cập nhật những kiến thức mới để cho học viên, những học huấn luyện viên ra nghề họ có kỹ năng giảng dạy qua online. Nên rất nhiều các cái đơn vị hoặc là các huấn luyện viên họ hay suy nghĩ trong đầu là dạy online không hiệu quả. Không hiệu quả là do đơn giản là bạn không được học về cái kiến thức đấy. Đúng không? Nên là cái trung tâm đào tạo của bạn ấy họ không dạy cho bạn cái điều đấy. Nên là sự biến đổi của xã hội liên tục. Nên là yếu tố thứ hai trước khi chọn trung tâm đào tạo là cái trung tâm đấy họ phải bắt đầu từ việc là chăm sóc khách hàng cuối, sau đó họ mới nâng cấp lên thì cái tính năng, các cái kiến thức nó mới cập nhật theo hiện đại được, chứ không thì rất là chậm, rất là khó và biến đổi được. Và yếu tố thứ ba nữa là ở cái đơn vị mà bạn học ấy, nó họ phải có những cái nhân tố sau. Thứ nhất là phải có đội ngũ về chuyên gia. Đội ngũ chuyên gia là gì? Chuyên gia là người sẽ hướng dẫn cho bạn về chuyên môn, về những kiến thức về tập luyện yoga làm sao nó đầy đủ, hướng dẫn cho bạn cách xây dựng giáo án, đúng không? Các cái kỹ năng khác nhau chẳng hạn, về kỹ năng về dinh dưỡng, kỹ năng về giải phẫu, kỹ năng về sư phạm, kỹ năng về mềm, các kỹ năng nói chuyện như thế này chẳng hạn. Và phải có nhóm thứ hai là nhóm cố vấn. Và phần lớn các trung tâm đào tạo bây giờ là họ thiếu cái gì? Là thiếu nhóm cố vấn. Thế vậy người cố vấn là gì? Người cố vấn là cái người mà lên kế hoạch cho chính bạn. Tại vì mỗi người học nghề, có người xuất phát từ cô giáo mầm non, có người thì là mẹ bỉm sữa, có người thì lớn tuổi, có người thì trẻ tuổi. Mỗi người trong chúng ta lại có những vấn đề khác nhau. Vậy thì cái đơn vị đào tạo phải có người cố vấn là người giúp cho bạn liệt kê ra cái lộ trình. Trong khóa học đấy thì bạn phát triển thế mạnh nào là phù hợp, đúng không? Thế mạnh nào phù hợp nhất với bạn? Bạn trẻ chẳng hạn thì bạn đi theo thế mạnh gì? Đấy, hoặc là một người lớn tuổi không có nhiều các kỹ năng thì nên phát triển như thế nào? Hay là bạn ở bên nước ngoài đi chẳng hạn, hoặc là ở các cái thành phố bạn không có thể có điều kiện để mở cái phòng tập, vậy thì cái hướng phát triển là nên hướng cho bạn theo dạy online hay offline. Vậy thì cái điều quan trọng nhất là phải có người cố vấn, chứ không phải là cứ học ra rồi mệnh ai người sống thì rất là khó. Như vậy thì đơn vị đấy thì nó mới sẽ là uy tín cho bạn trong thời gian hiện nay. Và đấy cũng là một vấn đề gọi là khá nhức nhối trong dư luận chúng ta, đó là cứ học về chuyên môn rất là giỏi nhưng đi dạy thì không dạy được. Thì đó là ba yếu tố cơ bản đầu tiên để bạn lựa chọn một trung tâm đào tạo uy tín. Và sang phần tiếp theo là phần chi tiết hơn là các yếu tố để mà chứng tỏ đấy là trung tâm phù hợp nhất với bạn. Tại sao tôi nói là phù hợp? Vì mỗi người sẽ có mục tiêu khác nhau. Có nhiều câu chuyện, nhiều bạn chỉ đơn giản là tôi muốn có cái chứng chỉ thôi, còn học như nào cũng được. Thì đơn giản bạn học đâu chả được, đúng không? Chứng chỉ đủ mặt, yếu tố pháp luật là ok. Nhưng mà có nhiều bạn thì đơn giản là tôi đến tôi học, muốn tôi học để cho biết thôi, cho vui thôi chẳng hạn ấy. Thì đây là mục tiêu của bạn. Nhưng nếu mà mục tiêu của bạn là muốn phát triển cái đam mê của mình, biến đam mê của mình thành công việc thực sự,
hoặc là muốn gia tăng được thu nhập của mình, có thêm công việc cụ thể, nghĩa là không làm không theo kiểu chơi. Nếu bạn thừa vào tài chính rồi thì ok, nhưng nếu mà bạn học để mà sử dụng và dạy cho nhiều người, phát triển công việc của mình tốt hơn, có gia tăng thu nhập, thì đây là những yếu tố quan trọng nhất. Là cái trung tâm mà bạn học ấy, họ phải có cái gì, họ phải có đội ngũ chuyên gia để dạy cho bạn kiến thức về chuyên môn. Vậy thì cái kiến thức chuyên môn ở đây nó lại phải chia thêm cái là xu hướng hiện nay nữa, thì không phải lúc nào bạn cũng có thể đến được cái trung tâm đấy. Nên là cái kiến thức chuyên môn ấy họ phải đóng gói để làm sao bạn thể dễ dàng học qua cả online và cả offline nữa. Như bạn sẽ nghĩ rằng là phải học offline hiệu quả nữa, nhưng mà hiệu quả bạn liệu bạn có muốn nghỉ 3 tháng việc không để đến đây để học không? Chắc không, đúng không? Nên là họ phải có cái quy trình làm sao để ví dụ họ đóng gói toàn bộ cái kiến thức ấy thành các video, thành quyển sách hoặc tài liệu nào đó để gửi qua online để bạn thể xem đi xem lại. Và cái hay nhất là toàn bộ kiến thức nó phải được đóng gói thành video thì bạn thể xem đi xem lại được, bạn không bị bỏ tiết. Ngày hôm nay nghỉ thì chúng ta có thể có tài nguyên để chúng ta xem đi xem lại được. Nên là cái này là cái mặt yếu của rất nhiều các trung tâm, là do họ không cập nhật về online, họ không có kiến thức và họ biết cách đóng gói các cái khóa học thành các cái video. Nên là chỉ một số ít người Việt Nam chúng ta là có những khóa học online thôi. Nên nếu mà tuyệt vời, nếu bạn đăng ký một trung tâm mà họ có những cái giáo trình online để bạn xem trước thì quá hay. Vì sau này khi bạn đi dạy ấy, có rất nhiều cái kiến thức mà mình không biết bây giờ, nhưng mà sau này mình đi dạy, mình vấp, lúc đấy mình có thể có cái nguồn tài nguyên để mình xem lại. Còn nếu mà theo phương thức offline thông thường thì hôm đấy mình học làm sao mình hấp thụ nhanh được hết được, đúng không? Sau này có nhiều cái mình sẽ đi vào thực tế, mình đi dạy mình mới nhớ ra, thì lúc đấy đã trôi qua mất rồi. Nên là các cái kiến thức về chuyên môn họ phải có cả hai cái yếu tố, là một là đóng gói thành video để cho bạn học qua online, và yếu tố tiếp theo là dạy offline, nghĩa là dạy lại, dạy có thể offline đây có thể là nghĩa là dạy lại kiến thức, video là quay sẵn rồi nhá. Còn phần tiếp theo là phần dạy, thì phần dạy lại kiến thức đấy có thể là dạy qua trực tiếp hoặc qua Zoom, đấy là tùy. Bạn ở xa bạn học qua Zoom cũng được, nhưng mà do có cái kiến thức đóng gói video rồi nên bạn khi bạn học lại, bạn học thêm ấy là trực tiếp hoặc là qua Zoom ấy, lúc ấy bạn hiểu bài kỹ hơn, thì cái phần chuyên môn phải có phần đấy, đúng không? Yếu tố đấy cũng rất quan trọng nhá. Còn nếu trung tâm đấy họ không có phần đóng gói video thì rất là khó khăn cho bạn luôn. Đó là nhiều huấn luyện viên là không theo kịp được, kể cả qua Zoom lại xem lại, đúng không? Bạn nghĩ rằng là Zoom họ sẽ ghi lại, đúng không? Ghi lại làm sao được, phải đóng gói thành từng phần nó mới chi tiết, có rất nhiều kiến thức khác nhau mà. Rồi thì đó là yếu tố đầu tiên là về chuyên môn. Phần thứ hai là phần quan trọng nhất là đơn vị ấy, họ phải có cái nội dung để làm sao huấn luyện, hướng dẫn cho bạn về kỹ năng mềm. Thì đa phần cái việc trở thành huấn luyện viên ấy, nó là cái kỹ năng mềm, và kỹ năng đó là kỹ năng mạnh nhất là kỹ năng giao tiếp. Giúp bạn ví dụ như là luyện giọng nói tốt hơn, luyện ngôn ngữ cơ thể của mình, đúng không? Cách tự tin trước ống kính như thế này chẳng hạn. Rất nhiều các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng gia tăng hiệu suất trong công việc, kỹ năng đo lường chẳng hạn, đúng không? Các kỹ năng tối ưu hóa trong công việc, các kỹ năng ứng xử phản ánh, rất nhiều, thậm chí cả các kỹ năng kiến thức về tài chính để bạn có thể đo lường là tuyển sinh thì cần bao nhiêu chi phí, mở phòng tập, rất nhiều cái yếu tố khác nhau là kỹ năng mềm. Và bạn thấy rằng cùng một cái kiến thức yoga giống nhau nhưng các huấn luyện viên khác nhau rất nhiều về cái kỹ năng mềm của họ, và đa phần chúng ta thiếu là kiến thức kỹ năng mềm. Nên bạn phải hỏi xem trung tâm đấy, ví dụ như là chị lớn tuổi, chị ngại với giao tiếp, thì có cái nội dung trong khóa học để có nội dung về phần đấy không, đúng không? Thì bạn thể đo lường ngay, bạn thể quan sát ngay là những giáo viên của họ ấy, những giáo viên hoặc là đơn vị bạn học ấy, họ có tự tin không, họ có cái kỹ năng đấy không, thì bạn quan sát điều đấy. Và phần lớn bạn nhìn thấy rằng các huấn luyện viên thành công nhất hiện nay ấy, họ thường có kỹ năng giao tiếp rất là tốt, như là kỹ năng nói này, cái nghề của huấn luyện viên chúng ta là nghề nói mà, tập chỉ là phụ thôi, tập chỉ còn 1-2 lần thôi, còn đi nói là chính, xong đi sửa là chính, đúng không? Rồi thì cái phần thứ hai là phần kỹ năng mềm. Phần thứ ba là cái gì? Cái kiến thức để xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây là một điều rất là quan trọng hiện nay. Bạn có giỏi yoga đến mấy nhưng bạn phải xây dựng thương hiệu cá nhân, là làm cho cái hình ảnh của bạn, làm cho nhiều người biết đến bạn luôn, thì điều đấy cực kỳ quan trọng. Và rất nhiều người đang bỏ qua và sẽ nghĩ rằng khi nào mình học xong thì mình mở lớp. Nói cho bạn chia sẻ nhé, học xong cầm chứng chỉ mới mở lớp thì còn lâu mới mở lớp được. Bạn phải mở lớp ngay trong lúc học khóa học, đấy mới là một chương trình đào tạo thành công, hướng dẫn cho bạn cái lộ trình trong lúc mình đang học huấn luyện viên này, thì mình phải PR được, quảng cáo được cho bản thân mình để cho nhiều người biết đến mình. 3 tháng sau tiện bùng phát xuất hiện, cầm chứng chỉ lên xong rồi bảo tôi tốt nghiệp yoga rồi, các bạn học nghề tôi đi, thì thề chả ai dám học bạn. Phải có quá trình xây dựng từ từ chứ, họ tin cái quá trình từ lúc bạn yếu, sau đó bạn khỏe lên, sau đó bạn trở thành huấn luyện viên, từ lúc bạn cảm thấy rất là nhút nhát, sau đó bạn tự tin lên, bạn xinh đẹp hơn, nó phải có quá trình đấy. Thì đấy gọi là xây dựng thương hiệu. Và thương hiệu bây giờ tuyệt vời nhất là thương hiệu online. Mọi thứ giờ phút bạn xem video này thì không qua online thì ra thì qua cái gì bây giờ, đúng không? Nhưng là cái trung tâm đào tạo bạn phải dạy cho bạn cách xây dựng thương hiệu trên online, làm thế nào để phát triển cái Facebook của bạn thu hút nhiều người xem hơn, làm thế nào để bạn có thể tạo ra nội dung để chia sẻ thông tin về các lớp học của bạn, làm thế nào để chứng tỏ bạn là giỏi. Nhiều người cứ bảo là tôi giỏi thôi, có chứng chỉ hay cái gì chẳng quan trọng. Giỏi nghĩa là làm sao để cho tôi biết,
cho học viên ngoài kia họ biết là bạn đã giúp cho được cho bao nhiêu người thay đổi, đúng không? Học viên bạn giảm cân, tăng cân ra làm sao? Học viên bạn stress sau đó họ vui vẻ yêu đời như thế nào? Mọi người yêu quý bạn như thế nào? Thì đó gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân. Và online là cách xây dựng thương hiệu cá nhân rẻ nhất và hiệu quả nhất hiện nay, thì trung tâm đấy phải có điều đấy, đúng không? Và cái kiến thức thứ tư mà chúng ta cần phải bổ sung đó chính là cái phần cố vấn mà tôi vừa nói rồi ấy. Là trung tâm đấy họ phải có lộ trình cố vấn cho bạn đấy. Ví dụ như là bạn đang làm công việc văn phòng thì bạn chỉ có quỹ thời gian tương đấy thôi. Vậy làm thế nào để có thể phát triển một cái kế hoạch nào, cần học cái gì trước, cần học cái gì sau, cần làm cái gì để rồi bạn đạt được mục tiêu trong 3 tháng tới, đúng không? Trên Facebook thì đăng bài gì, đúng không? Học kỹ năng chuyên môn thì học như thế nào, và làm sao xây dựng thương hiệu của mình. Và nếu bạn muốn mở phòng thì họ sẽ cố vấn cho bạn là chi phí mở phòng như thế nào phù hợp, tận dụng tối đa những cái mối quan hệ cũ của bạn, tận dụng tối đa cái thị trường của bạn. Ví dụ như là rất nhiều huấn luyện viên hay nói là ở cái chỗ em ấy, người ta vất vả lắm, người ta không phát triển, người ta nghèo khó chẳng hạn ấy. Câu chuyện rất buồn cười, nghèo khó nhưng nhà nào cũng ô tô. Nói thế thôi, nghĩa là chẳng có ai nghèo khó cả, ai cũng mong muốn sức khỏe tốt hơn. Nhưng cái suy nghĩ của họ, họ sẽ nghĩ là cái vùng em nông thôn người ta không phát triển được. Và sau đó khi mình cố vấn, mình chia sẻ cho họ là nông thôn thì càng tốt, tại vì không có ai mở thì mình mở là người đầu tiên, mình đỡ phải ai cạnh tranh. Thì đấy nghĩa là cố vấn ấy, cho mình lộ trình đó. Và mở phòng ở nông thôn thì chúng ta cần treo băng rôn ở đâu, đúng không? Chúng ta liên hệ với ai, phường xã ra làm sao để họ hỗ trợ chúng ta, làm thế nào để có thể xin được cái nhà văn hóa, nói chuyện với các cái ủy ban để họ phải hỗ trợ mình về nhà văn hóa, họ hỗ trợ cho mình công tác tuyển sinh. Nhiều khi cơ hội lù lù ngay trước mặt nhưng mình không có người cố vấn nên mình cứ nghĩ theo cách của mình thôi, đúng không? Hay là một bạn ở trong những thành phố lớn chẳng hạn ấy, cái chi phí mở phòng rất đắt đỏ, nó có hàng chục đô cho một mét vuông nên chi phí rất là lớn. Vậy thì cái hướng tiếp theo phù hợp cho bạn ấy là bạn đi dạy PT hoặc là mở các lớp học online ngay tại nhà thì sẽ phù hợp hơn. Nên mỗi người sẽ có cái lộ trình phát triển riêng. Vậy thì trung tâm đào tạo ấy phải có một cái kế hoạch, là đầu vào phải kiểm tra xem bạn có thế mạnh gì, ưu nhược điểm ra làm sao và lộ trình nào phát triển phù hợp với bạn nhất. Thì đó là điều quan trọng khi bạn học một chương trình đào tạo. Nó không phải học phí, nó không phải cái yếu tố nào khác, nó phải có một lộ trình đầy đủ như vậy thì lúc đấy mới hiệu quả cho bạn. Và phần tiếp theo là cái sự sẵn sàng của bạn. Chọn được trung tâm rồi, nhưng quan trọng nhất là bạn sẽ phải cần có những cái kỹ năng gì, đúng không? Bạn sẽ lựa chọn tiếp là yếu tố là cái nguồn lực bạn sẵn sàng chi ra bao nhiêu. Có thể là học phí, nhưng mà thực ra học phí chỉ là một phần thôi. Cái nguồn lực, thời gian và sự sẵn sàng của bạn thì tôi sẽ giải thích tiếp trong các video tiếp theo. Và trong phần này thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất khi bạn lựa chọn một cái trung tâm nào, chưa uy tín hay không, thì quan sát xem là họ dạy cho bạn những cái thứ kia, những cái kiến thức kia là cái thứ nhất phải có trong thời đại hiện nay, đặc biệt với thời đại online như bây giờ, là phải có cả cái phần xây dựng thương hiệu, đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.